mến chào các bác nha, lại là em đây. Hôm nay có một bác hỏi trên kênh hoa vườn nhà là tại sao cái cây hoa hồng cổ sapa nhà bác ấy lại bị đen thân bỏ cành. thì hôm nay cũng chia sẻ với các bác là ba nguyên nhân chính khiến cái cây hoa hồng cổ sapa rất dễ bị đen thân bỏ cành. đầu tiên xin chia sẻ với các bác đó là giá thẻ. như các bác đã biết thì giá thẻ hay còn gọi là chất trồng để trồng các loại hoa hồng nói chung và hoa hồng cổ Sapa nói riêng là nó đảm bảo yếu tố là thứ nhất là tươi xốp, thứ hai là thoát nước tốt và cái thứ ba là cái giá thể đó khi mà chúng ta trộn nó sẽ phải đúng tỷ lệ. Với những bác mà trồng hoa hồng lâu năm thì các bác sẽ nắm được cái yếu tố giá thể là yếu tố gần như quan trọng và quyết định cho cây hoa hồng cổ Sapa nó có phát triển tốt hay không. Giá thể thì rất là đơn giản thôi, các bác có thể lấy đất vườn như các bác với 6 phần đất vườn và 4 phần chấu. Chấu thì các bác tận dụng những cái chấu mà chúng ta đi xay sát gạo hoặc là các bác có thể ra cửa hàng các bác mua. Thì các bác trộn như vậy thì nó đảm bảo cái đất nó rất là tơi xốp và thoát nước cực kỳ tốt. Phần lớn những cái cây hoa hồng cổ Sapa nó bị đen thân bỏ cành là nó đang bị thối rễ. Khi mà nó bị thối rễ là do cái hiện tượng là cái chất trồng chúng ta trộn nó không được thoáng, nó gây ra hiện tượng bí đất bởi vì đại đa phần những bác mà mới chơi hoa hồng là hay lấy đất vườn để trồng. Các bác cứ ra các bác đào đất vườn hoặc đất ruộng hoặc là đất ở bãi màu, các bác mang về các bác trồng thì cái thời gian đầu thì có thể cây nó phát triển khá tốt. Nhưng mà những cái thời gian về sau khi chúng ta cứ càng ngày càng tưới vào thì cái đất nó dí. Cái đất nó dí xuống nó dẫn tới cái hiện tượng là nó bịt hết những cái lỗ thoát nước ở đáy chậu và nó làm cho cái rễ nó bị nghẹt rễ. Nó không cung cấp đủ cái lượng oxy vào để cho rễ nó hấp thu. Chính vì vậy mà cái cây hoa hồng cổ Sapa ấy dễ nó không phát triển nữa. Khi mà các bác thử các bác nhổ lên hoặc các bác đào lên ấy, thì nó có mỗi một chùm rễ như là cái rễ mà chúng ta vừa mới trồng lúc ban đầu. Kể cả những cây chiết, cành chiết hoặc là những cái cây mà bứng dưới đất lên nó không phát triển dễ bởi vì cái đất nó quá bí, đất nó khi mà nó bị chai lì như vậy thì nó không thể phát triển được những cái rễ để nó cung cấp dinh dưỡng nuôi lên tán thì tất nhiên là nó sẽ uh, suy dinh dưỡng dần những cái cành như thế này đó và cành nó sẽ khô từ đầu ngọn trở xuống đó đó là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới cái việc là cây hoa hồng cổ sapa nó hay bị đen thân bỏ cành nhé các bác nhé bởi vì những cái cây hoa hồng cổ sapa này này là một trong những cây hoa hồng chơi rất là đẹp được rất nhiều người quan tâm cho nên là cái yếu tố uh, ngoại cảnh tác động dẫn tới cái cây hoa hồng nó bị bệnh thì được rất là nhiều bạn đang tìm hiểu cái nguyên nhân để chúng ta trị dứt điểm cho những cái chứng bệnh này. Thì để khắc phục thì cái đơn giản là các bác phải trộn cái giá thể thật là tươi xốp để chúng ta có thể trồng cây hoa hồng. Còn nếu mà trong chậu nhà các bác mà nó đã bí rồi thì các bác có thể đào vòng quanh. Em khuyên các bác là đào hết vòng quanh đất đi, để lại một cái bầu thôi hoặc là các bác chờ thêm mấy bữa nữa nó đến mùa thu nó mát mẻ thì các bác đào các bác bứng cả cái cây hoa hồng ra ngoài rồi các bác lật hết những cái đất ở trong chậu bỏ ra ngoài các bác uh, kiếm chấu hoặc sơ dừa hoặc là vỏ đỗ vỏ lạc các bác về các bác trộn thêm vào hoặc là xỉ than tổ ong cũng được các bác trộn thêm vào làm cho cái chất trồng nó thật tơi xốp với cái tỷ lệ là 6 phần đất và 4 phần những cái chất trộn còn lại gồm uh, vỏ chấu này hoặc vỏ lạc vỏ đỗ này rồi sơ dừa này, xỉ than tổ ong vân vân. Các bác trộn vào tạo một giới thể tươi xốp các bác trồng lại. Hoặc nếu thay đất các bác cũng vậy, các bác đào hết vòng quanh đi. Rồi các bác trộn những cái chất trồng như vậy, các bác thay lại đất cho em. Và các bác nên để đến tầm mùa thu nhé, năm mát mẻ thì hãng thay đất hoặc là đảo bầu hoặc là bứng bầu vân vân. Chứ còn tầm này nó vẫn còn nắng rát lắm. Cho nên là nếu mà chúng ta làm cái việc đó thì cây hoa hồ hồng nó bị trột rất là nặng đấy các bác Đó. Và nếu mà trồng dưới đất nhé Các bác lưu ý là chúng ta nên đào một cái hố Một cái hố mà nó vuông 50cm Và sâu 50cm Chúng ta đào cái hố đó Xong chúng ta cũng trộn chất trồng Là chúng ta trồng cái, cây hoa hồng vào giữa Và sau đó chúng ta cắm những cái cọc Chúng ta chống như cây hoa hồng Chứ các bác đào cái lỗ nhỏ nhỏ như là hai cái uh, vốc tay em này này đào một cái lỗ nhỏ nhỏ xong các bác vùi cây hoa hồng xuống thì đảm bảo là cây nó không phát triển đâu và nó cũng rất là dễ bị đen thân bỏ cành bởi vì cái gốc nó không phát triển dễ nó không phát triển nó bí đất là nó không đủ dinh dưỡng nuôi lên cái tán này. Và khi nó bí đất như vậy là mưa kéo dài hoặc chúng ta tưới nhiều nước hoặc trồng ở chỗ ẩm ấy thì nó rất dễ gây ra hiện tượng nấm bệnh ở dưới cái rễ. Khi mà dễ bị nấm bệnh nấm tuyến trùng thì là đầu tiên là nó vàng lá, sau đó là nó sẽ bỏ bỏ dần thân bỏ dần thân. Chính vì vậy mà rất là nhiều bác trồng trên chậu cũng bị đen thân bỏ cành và trồng dưới đất cũng bị đen thân bỏ cành mà cái cây hoa hồng trồng dưới đất thì nó rất là đơn giản. Chúng ta không phải chăm sóc nhiều mà nó vẫn đen thân bỏ cành. Thì cái vấn đề là nó ở cái gốc nhé. Đó, các bác kiểm tra ngay cái gốc xem nó có bí đất quá không. Nếu mà đã trồng lâu năm rồi thì các bác lấy cái xe beng hay cái thuồng ấy, chúng ta sới đều vòng quanh cách cái gốc khoảng độ 20 cm. Chúng ta sới tơi lên rồi chúng ta mua thêm chấu chúng ta phủ vào trộn với cái đất mà chúng ta vừa xới phủ vào ờ, tầm độ qua một năm là khi mà những cái chấu hoặc là vỏ đỗ vỏ lạc nó mục là nó sẽ làm cho những cái con vi sinh vật đặc biệt là những con run con run đất ấy nó phát triển nó cày sới ra cái đất nó rất là tơi thì khi đó nó tạo điều kiện cho cái rễ cây nó sẽ phát triển rất là tốt lúc đấy thì cây nó sẽ gần như không bị cái hiện tượng đen thân bỏ cành nữa và một phần cũng phải công nhận một điều là cái ngoại cảnh thời tiết nó tác động Ví dụ như các bác biết là cái cây hoa hồng của Sapa thì nó ở cái khu vực Sapa Nó xuất xứ ở đó thì khí hậu nó luôn luôn mát mẻ Khí hậu nó tầm 20-25 độ nó luôn luôn mát mẻ Nó làm cho cái cây hoa hồng nó có một cái điều kiện sinh trưởng phát triển cực kỳ tốt, phù hợp nhất Còn chúng ta mang về xuôi hoặc mang về một số nơi mà nhiệt độ mùa hè lên đến 50 độ ngoài trời thì cái hiện tượng mà cây bị cháy lá rồi đen thân bỏ cành nó cũng có thể xảy ra bởi vì nó nắng quá đó đó là những cái ngoại cảnh tác động nhé đấy là cái yếu tố đầu tiên là cái yếu tố giá thẻ chia sẻ với các bạn để các bạn có thể chuẩn bị những cái giá thẻ thật là tốt trước khi chúng ta trồng chơi chăm sóc hoa hồng nhé còn nếu mà đã chuẩn bị cái giá thẻ mà nó tốt rồi thì chúng ta cứ thế chơi thôi yên tâm còn những cái giá thẻ mà nó chưa tốt mà chúng ta đã chơi cây rồi thì chúng ta sẽ khắc phục bằng cái cách mà mình vừa mới chia sẻ nhé các bác nhé yếu tố thứ hai dẫn tới cái việc là cây hoa hồng cổ sapa nó bị đen thân bỏ cành đó là sâu bệnh thì với sâu bệnh thì nó có rất là nhiều dạng nó gây cho cái cây hoa hồng của chúng ta bị đen thân bỏ cành nhé đầu tiên phải kể đến với các bác là sâu đục thân sâu đục thân ấy thì nó không gây ra hiện tượng đen thân nhưng mà nó sẽ làm cho cây hoa hồng bị chết luôn ví dụ nhé sâu đục thân nó có thể đục ở những cái cành này này thì xong cái cành này ngay lập tức nó bị héo héo là nó sẽ bỏ cành và có một loại sâu đục thân nó đục từ dưới gốc trở lên thì nó ăn sâu vào trong cái lõi của cái cây hoa hồng ấy ăn chính là cái thân chính luôn và làm cho cây nó cứ rột dần rột dần và nó héo ngay nhìn nó héo ngọn ngay cái hiện tượng đó cũng là hiện tượng mà khiến cây hoa hồng nó sẽ bị chết cái loại sâu thứ hai đó là dẹp các loại dẹp thì các bác đã biết ấy, hồng cổ sapa là một trong những loại hay bị dẹp nhất trong tất cả các loại hoa hồng cổ những cái con dẹp vảy thì nó bâu kín cái cành luôn rất là nhiều bác đang bị và rất đau đầu với nó thì những cái con dẹp này ấy, thì khi mà nó bám vào cái thân cây nó sẽ hút hết những cái nhựa cây và làm cho cây hoa hồng nó bị khô cành và bỏ cành thì với cái sâu đục thân và dẹp này thì các bác có thể sử dụng cái ma sai này Ma sai này thì các bác xịt Nếu mà cây bị bệnh rồi ấy, Thì các bác xịt khoảng độ 5 đến 7 ngày Các bác xịt một lần Các bác xịt khoảng 3 lần cho em là nó sẽ sạch Đó Và một chế phẩm nữa Có thể sử dụng trị dẹp Hoặc là trị sâu lục thân đó là Movento Nhưng mà cái lọ Movento thì nó khá đắt Nó gần trăm ngàn, ngàn một lọ Cho nên là các bác có thể mua ma sai này hoặc các bác ra các cái hàng vật tư nông nghiệp hỏi người ta bệnh dẹp chữa như thế nào bệnh sâu đục thân chữa như thế nào người ta sẽ có những cái chế phẩm bán riêng cho các bác nhé bởi vì mỗi một vùng miền người ta sẽ buôn hoặc là sẽ nhập những cái chế phẩm khác nhau từ những cái công ty sản xuất uh, thuốc uh, bảo vệ thực vật khác nhau nhé các bác nhé đây các bác nhìn này ma sai này các bác có thể lên shopee tìm đúng cái nhãn này chị dẹp uh, khá là tốt bởi vì cái thuốc ma sai này thường thường hay sử dụng chị dẹp cho ớt cho rau màu cho cây ăn quả rất là tốt nha các bác nhé và cái bệnh thứ hai mà kể đến với các bác đó là bệnh nấm bệnh nấm thì nó có rất là nhiều dạng với cái loại nấm mà nó hiện hiện ở trên cây ấy thì nó dạng là nấm phấn trắng có một loại nấm nữa là nấm ở dưới giá thẻ nó gọi là nấm rễ thì với cái nấm phấn trắng ấy thì có rất là nhiều cái chế phẩm để chữa cái bệnh nấm phân trắng này thì ở đây tiêu biểu là chia sẻ với các bác này cóc 85 này rồi anvin này rồi anchacun này và một cái chế phẩm nữa các bác có thể quan tâm đó là man xanh man xanh của nhật ấy cái man xanh này chữa nấm cũng khá là tốt cái nấm ấy thì nó cũng là một trong những nguyên nhân rất là lớn khiến cái cây hoa hồng cổ sapa nó bị đen thân bỏ cành nha các bác nhé đặc biệt là nếu mà các bác bị những cái nấm mà kiểu như nấm tuyến trùng hoặc là nấm rễ thì các bác có thể sử dụng cái chi chô đè ma này các bác rắc vào gốc rồi phủ rơm dạ lên tưới ẩm thì những cái dạng kiểu như nấm đối kháng này này nó sẽ phát triển những con vi sinh vật có ích nó sẽ tiêu diệt hết những cái con vi sinh vật có hại trên các loại hoa cây cảnh cũng như là hoa hồng cổ sapa nha các bác nhé chi chô ma này sử dụng khá là phổ biến hiện nay để chữa các cái bệnh nấm đặc biệt là nấm tuyến trùng này, nấm thối rễ này, rồi các loại vi khuẩn uh, có hại là cái chi chô đài ma này nó khắc phục được hết nha các bác nhé. Đó, đó là những cái bệnh mà nó khiến cho cây hoa hồng cổ sapa nó rất dễ bị đen thân bỏ cành. Rất là nhiều bác không để ý, nhưng mà những cái bệnh nấm như vậy ấy, nó sẽ làm cho những cây hoa hồng này nó bị suy kiệt này, rồi nó đen thân đen thân mà đặc biệt nhé, đặc biệt khi các bác mới cắt tỉa. Ấy. Mới cắt tỉa thì cái đầu cảnh ấy, nó bị tổn thương mà Cái vết cắt đó nếu mà cây nó đang bị nấm ấy, Thì cái nấm bệnh nó sẽ tấn công vào những vết cắt đó Nó làm cho cái vết cắt đó nó không có thể liền lại được Và nó cứ khô dần khô dần Đến khi nào mà nó đến cái ngạc thì nó dừng lại Và nếu mà chúng ta không cắt và không trị bệnh cho nó Thì nó vẫn tiếp tục bị Và đặc biệt thì các bác có thể sử dụng cái gói man xanh Hoặc là cốc 85 Các bác hòa ra nước rồi các bác quét lên thân hoặc là nếu mà các bác có cái vôi mà kiểu như vôi ăn trầu ấy, vôi tôi ra ngày xưa mà hay lấy để xây nhà hoặc là lấy để quét tường ấy. Các bác quét vào cái thân cho em. Như các bác thấy là những cái cây cổ thụ ấy, họ cũng hay quét những cái vôi, mục đích là để diệt những cái bào tử nấm có trên thân thì nó tránh hiện tượng là cây nó bị nấm bệnh từ thân. Những cây hoa hồng mà nó già rồi ấy, thì bao quanh thân của nó là nó có những cái lớp vỏ nó bị chóc ra chính vì vậy mà rất là nhiều cái vi khuẩn rồi nấm bệnh nó sẽ bám vào đó để nó tấn công cái cây hoa hồng chính vì vậy mà các bác cần loại bỏ bằng cách là có thể quét cái man xanh hoặc là cốc 85 hoặc là quét vôi cái nguyên nhân thứ ba là chúng ta nuôi quá nhiều mầm gốc hoặc là mầm ngọn cái mục đích chúng ta nuôi mầm gốc mầm ngọn là chúng ta để tạo ra những cái cành chiết dáng chi thật là đẹp để sau này chúng ta nhân giống tuy nhiên khi mà nuôi những cái mầm gốc hoặc mầm ngọn thì các bác cũng phải hạn chế nhé ví dụ một cây chúng ta chỉ nuôi một hai cành thôi còn các bác nuôi năm bảy cành để chiết thì cái dinh dưỡng nó sẽ tập trung nuôi vào những cái mầm này và cái thân chính nó sẽ bị giảm dần cái dinh dưỡng và dẫn tới cái việc là cái thân chính nó sẽ kiệt dần kiệt dần dẫn tới những cái cành ở trên thân chính nó sẽ bị uh, thiếu dinh dưỡng nó sẽ bị đen thân bỏ cành nha các bác nhé và khi mà các bác nuôi mầm gốc hoặc mầm ngọn thì nó sẽ ưu tiên uh, cái dinh dưỡng nuôi những cái mầm này chính vì vậy mà để cứu vãn những cái cây như vậy thì các bác sẽ phải sử dụng các cái chế phẩm phân bón lá ví dụ như đầu châu 501 uh, kết hợp với autonic hoặc là N3M kết hợp với autonic các bác xịt uh, lên lá cứ một tuần một lần xịt lên tán ấy để cho dinh dưỡng nó cung cấp uh, cái phân bón trực tiếp vào lá để nó giảm cái quá trình mà phải vận chuyển dinh dưỡng từ dưới giá thể từ dưới đất qua cái thân chính lên nuôi cái tán để nó cứu vãn được cái cây. Không thì 10 bác nuôi mầm gốc hoặc mầm ngọn thì các bác sẽ thấy rằng là cái mầm gốc nó sẽ phát triển cực nhanh bởi vì nó được tập trung dinh dưỡng này. Rồi những cái mầm gốc gọi là mầm tơ ấy thì cái quá trình sinh trưởng và phát triển nó sẽ tốt hơn là cái cây chính rất là nhiều chính vì vậy mà dinh dưỡng nó ưu tiên nó nuôi mầm gốc thì đồng nghĩa với việc là những cái phần còn lại là những cái thân chính nó sẽ rất là cằn cỗi nó dẫn tới cái việc là nó sẽ bỏ dần bỏ dần thậm chí nó chết cả cái cây chính và nó ưu tiên nó nuôi cái dinh dưỡng cho cái mầm gốc của chúng ta chính vì vậy mà khi mà muốn nhân giống muốn để những cái mầm gốc mầm ngọn để nhân giống thì các bác cũng phải lưu ý là chúng ta phải để làm sao số lượng như thế nào bón phân như thế nào trong cái giai đoạn đó để cứu vãn cái cây mầm chính nha các bạn nhé để tránh cái hiện tượng cây nó bị đen thân bỏ cành đó đó là một cái điều rất là quan trọng rất rất là quan trọng mà các bác phải lưu ý nhé vâng xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi video trên kênh hoa vườn nhà các bác xem video trên kênh hoa vườn nhà nhớ nhấn vào nút like nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để ủng hộ em nhé và đặc biệt là có chia sẻ góp ý gì thì các bác cứ để lại phần comment anh em cùng chia sẻ cùng góp ý cùng tạo ra một cái môi trường tốt nhất để chúng ta chơi những cái cây hoa hồng cổ trong vườn nhà mình nhé các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.